nằm nếp mình trong vùng sản xuất rượu vang Fronto, ngôi làng La Bastille-Saint-Pierre, trong những năm gần đây giàu có hơn nhờ vào kim ngạch xuất khẩu không ngừng tăng sang Trung Quốc. Nhưng giờ đây, ngôi làng đã trở thành nạn nhân của những động thái trả đũa thương mại của Trung Quốc. Ngôi làng bắt đầu xuất khẩu rượu sang Trung Quốc từ năm 2005 và kim ngạch ngày càng tăng, đặc biệt là đối với sản phẩm rượu vang hoa hồng. Chỉ tính riêng năm 2012, có hơn 600.000 chai rượu vang được xuất sang Trung Quốc. Nhưng giờ đây, những gia đình sản xuất rượu vang nhỏ lẻ như gia đình Abiel đã cảm nhận được tương lai không mấy sáng sủa dành cho việc kinh doanh của gia đình mình. Rượu vang xuất khẩu sang Trung Quốc tăng nhanh và thuế nhập khẩu đã rất cao rồi. Giờ thuế mà còn tăng hơn thì chẳng khác nào cái hãm phanh đối với rượu vang giá rẻ và những hãng rượu không nổi tiếng như của gia đình tôi. Cô Anna cũng cho biết khách hàng mục tiêu của hầm rượu là những người tiêu dùng thuộc tầng lớp trung lưu, những người không đủ khả năng mua rượu cao cấp. Tôi nghĩ rằng những người đại diện cho ngành công nghiệp sản xuất rượu cần cùng nhau nói cho các chính trị gia hiểu rằng đây thực sự là một mối đe dọa đối với nền kinh tế của Pháp. Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, nước này nhập khẩu 430 triệu lít rượu vang năm 2012, trong đó 2/3 từ EU và chỉ nhập khẩu riêng của Pháp, trung bình 170 triệu lít một năm.